会也是要4号左右给定嘛。我想4、7号之前我们会一起说。有你没什么没。没我弄啥？因为我生产，我也是。啊？我爷爷。啊。我爷爷在哪里？他几点起的嘛？对。你讲哪路的？五日同行有乜病？我要去干嘛？调麦啊！你调麦？我话到都太迟，我都太迟，我都五分钟都冇到啊！mày kiểm tra trong vỏ của mày lại coi con người nhiều mày để quên đó gì nãy mày nói tao tưởng nó mất 200 thì là mất 300 nãy tao để những cái thứ này là nãy tao mất tiền ở trong đây thế tao để trong phòng oxy oxy mà trong đó có ai trong đó nhưng mà chắc chắn là mất. Thôi tiếp mà kiếm lại đi, chắc kiếm lại hưởng lần nữa coi. Bởi vì nhà kiếm. Mua cái mũ khẩn. Nhưng mà tôi đã không biết. Mất tiền. Anh gió luôn đó chị. Chắc mình sẽ quên nó chứ gì. Nè nè. Nè. Không bao con rút. Ý là sáng thì mày thấy nó có trong bóp mày không? Sáng tao mất tiền cho mẹ tao. Ý là sáng ở trong công ty nè, mày có móc ra coi nữa không? Không, sáng thì tao không móc ra đâu. Vậy mày nhìn ra coi. Sáng thì tao ngồi yên ở đây mà. Mày đừng gặp cái hàng mọi lắm, thiếu được cho tao mọi lắm. Ăn đi nè. Sáng rồi sáng rồi chưa ăn sáng rồi. Là đâu ăn rồi hả? Nãy rồi uống miếng nước rồi, uống miếng cà phê đó thôi. Rồi vậy chứ có bên đây chứ không ai có người báo, bên đây mới vô tiền sao mới vô được, phải có người báo. Thì cơ động vô mà còn 2-3 ông tôi nhét nó còn ra được kìa. Công nhân cũng làm được. Công nhân nó sợ gì ra? Sợ có bệnh người ta đi chữa sao mà sợ gì? Thì bị rồi đó. Ba ông nói là bị dính rồi đó. Sao biết? Báo mà. Ý là chắc nó nghi ngờ thôi chứ sao biết được, phải có trách nhiệm mới biết đó. Đâu vậy là bị. Nếu mà ông không, nếu mà mấy người này không bị làm gì không dám ra thì có lại bị dính nữa không dám ra. Không mà tao nghĩ nếu mà bị rồi thì ra người ta sẽ chữa dùm chứ gì đâu mà. Cách ly chữa thôi chứ có làm gì đâu mà không ra. Như ông lãnh thì sợ. Ừ. Mà tao cũng sợ. Đường cũng ngon mà phải không? Ừ. Ăn chén rất hình dung nè. Có, chén rất ngon, rất táo nữa. Hồi bữa sau nghe cái gì ta? Ừ. Bên nào nó chữa được rồi mà. Bên nào? Gì có thuốc đó. Đó. Không phải ý là vaccine hay là thuốc gì ở phòng người gì kháng sinh đó. Ở bên truyền dịch ở Hồng Kông hay gì mà. Đúng không? Hồng Kông phát hiện ra đó. Không có nghe đó. Tôi đứng là ho sốt mà.
sớm, đau cổ họng, đau cổ họng hả, cổ mũi nữa. Tao tao nghe cổ họng tao nó bị rất rét, ngứa ngứa rồi. Mấy người mà đang bị ho là dễ dính lắm á. Cái này thời tiết nữa nè, thời tiết lạnh lạnh nha. Ý là nhiều khi nó sẽ bị ý là bệnh nhưng mà tôi không biết là phải đó không, tại triệu chứng giống nhau mà. Cũng cho mình đi khám. À, bên chị mà bên đó cứ ở nhà không, đóng cửa nhà như này. Có cho ra đường không? Là bên đó không cho đi hả? Không cho đi. Nhìn không hết rồi. Mình ăn uống sao? Mua để dự trữ cái gì hả? Nói cho ra đường đó. Ăn uống cho mấy tháng rồi nhịn đói luôn. Ừ. Tôi ăn thịt nó được rồi. Sao ăn thịt nó tao dễ ăn thịt nó. Không có ăn cá dễ. Cắt nghe quá. Cắt nghe. Cái gì? Có cái chuyện gì xảy ra bên đó thì đó, ba người bị dính đó, ba ông Trung Quốc. Đâu chịu ra đâu. Ba ông đó đang lú qua chổng rồi không chịu ra nè. Gia người ta chỉ là cách ly thôi chứ người ta có làm gì mình đâu. Vậy trước thôi chứ giờ giờ mình bà đợi ở bên Tân Quyên nữa không biết chừng nào. Chắc lộn ở đâu chứ mất liền. Trời mấy để mấy vậy sao mất dễ dàng vậy? Tao để trong bớt không có đem không có đụng tới luôn rồi, nói giờ luôn. Mày thấy tính mày cũng hay quên lắm á, mà biết mày để quên đâu không? Dạ. Sáng anh. Ý là tao nói mày là tính mày hay quên chứ không biết đâu, không biết mà có để quên ở đâu mày cũng nhớ. Thank you.
cái gì cô không?